Cơ sở lan rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2018. Mỗi lúc của một gần kề hơn với cái Tết Tây của chúng ta. Ngọc Bền cũng xin được chúc tất cả chúng ta có một cái sức khỏe dồi dào. Một cái sự may mắn sẽ đến với chúng ta thật là nhiều trong năm 2019 tới nhé các bạn nhé. Rồi chúc các bạn đón cái Tết nó thật là vui vẻ ạ. Cơ sở lan rừng chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn. Hôm nay muốn giới thiệu chia sẻ các loại lan cho tất cả các bạn. Là những loại lan hôm nay em có là gồm những loại đang có nụ và những loại đang chuẩn bị ra nụ để chúng ta chơi xuân, rất là nhiều. Nhiều loại luôn ở đây. Thì các bạn thích mặt hàng nào và còn thiếu cái loại lan nào mà chúng ta chưa có chơi thì hãy điện cho Ngọc Bền theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ em đi vào giới thiệu những mặt hàng lan mà ngày hôm nay cơ sở chúng em có cập nhật về cho các bạn đây. Thì như ở đây em có khoảng chừng 2 cân lụa vàng. Đấy, 2 cân lụa vàng. Bây giờ thì lụa vàng nó đang trổ bông rồi. Lụa vàng hay còn gọi là u lồi thơm ấy các bạn nhé. Đấy, loại này thì này, thân của nó chỉ ngắn ngắn như vậy thôi. Thì bây giờ đang là mùa nó ra hoa rồi. Những cái nụ này thì nó đang ở hoa rồi. Mà hoa rất là thơm luôn các bạn ạ. Hiện giờ em ngồi đây mà nó chưa nở hết rồi. Nó chỉ nở lác đác một vài bông thôi nhưng mà rất là thơm rồi. Đấy. Loại này có giá là 350.000 một cân nhé các bạn nhé. Là lan lụa vàng nhé. Đấy, hàng rất là đẹp luôn ạ. Đây, đây là những thân tơ đây. Những thân tơ là những cái thân đen xì này. Đó. Có một số thân là nó có bị gãy đầu nhé các bạn nhé. Chỗ này chỉ có chừng khoảng 2 cân này. Là 350 một cân. Ở trong miền Nam thường hay gọi là 1 ký hơn. Ở ngoài Bắc thì gọi là cân nhé các bạn nhé. Và còn ở đây là kim điệp nhựa. Kim nhựa, kim điệp thơm đấy các bạn. Đó. Kim nhựa, kim điệp thơm thì bây giờ nó cũng đang ra nụ. Lác đác một vài cây là đang ra nụ nhé các bạn nhé. Có những thân là nó đang nứt nụ đây. Đấy. Như thân này đây nó đang nứt hai mắt nụ này. Đấy. Ba mắt nụ luôn các bạn ạ. Bên này một mắt nữa này. Đó. Đấy. Tận bốn mắt luôn nhưng mắt này bị hỏng. Mắt này bị xước quá rồi. Nó ra dài quá thì nó cũng dễ bị xước mắt mà các bạn. Đấy. Nên là những cái nào mà em chia sẻ với các bác là nó chuẩn bị ra nụ ấy, là các bác nên lấy luôn. Còn chờ khi nào nó có nụ rồi thì lúc đấy thường thường là những cái nụ nó hay bị hỏng. Đấy, kim điệp nhựa có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Hàng đẹp nhé. Đó, đấy. Lác đác có những dề nào nhỏ thì nó nhỏ cỡ này nhé các bạn nhé. Đấy, kim điệp nhựa. Còn ở đây là lan trúc mành. Trúc mành chuẩn rừng Tây Bắc cho các bạn nhé. Đấy, hạt rất là to luôn này. Đấy. Để cho dễ phân biệt được cái trúc mành Lào với trúc mành Bắc á thì thực sự là phân biệt nó rất là dễ luôn. Cái trúc mành Lào thì những cái mắt thân này này nó không thể to được bằng này được các bạn ạ. Nó chỉ thường hay mảnh mảnh thôi. Đấy. Đây là cái trúc mành chuẩn rừng Tây Bắc luôn các bạn ạ. Đấy, có giá là 300.000 một kg nhé các bạn nhé. Trúc mành này nhé. Đó. Thân nó đỏ đỏ luôn này. Đấy. Đấy, như trúc mành Lào ấy, thân nào mà nó to nhất chắc chỉ chừng này thôi các bạn. Những cái mắt lồi của nó ấy. Còn đây là chuẩn rừng Tây Bắc cho các bác rồi. Rừng Tây Bắc, rừng Lai Châu, Điện Biên đấy. Đó. Ở bên đầu mối thì báo về thì hàng họ nói chuẩn vùng miền nào thì em cũng chia sẻ lại cho các bác là cái vùng miền đấy. Và còn đây là lan nghệ tâm nhớ các bạn nhé. Mỗi bó này là 100.000 một bó nhé. Đấy, mỗi bó này có chừng khoảng 5 lượng, nửa cân đấy. Đấy, em chia ra từng bó này để dễ các bạn dễ mua, dễ đặt hàng hơn. Nhìn mỗi bó này về chúng ta ghép một giò rất là đẹp luôn rồi. Lan nghệ tâm thì cho hoa rất là sai. Màu hoa thì cánh tím và họng màu vàng của nghệ nhé các bạn nhé.
Còn ở đây em còn độ khoảng 20-30 cây cái lan cẩm chi hoa vàng đốm tím nhé các bạn nhé. Hoa vàng đốm tím. Đó, mỗi một cây như vậy thì em chia sẻ giá cho các bạn là 15.000 một cây nhé các bạn nhé. 15.000 một cây cây cẩm chi hoa vàng đốm tím này nhé. Nó cho chúng ta những cái chùm hoa rất là dài luôn á. Cái lan cẩm chi này. Còn đây em còn ít chầm hàng rỗng, cây nhỏ nhé các bạn nhé. Chầm này là chầm Lào chứ không phải là chầm Myanmar nhé. Nên là cái giá của nó phải cũng rất là đắt. Đấy. Giá của chầm giống hàng chầm chip rừng Lào này có giá là 1.500.000 một cân nhé các bạn nhé. Cái loại hàng đẹp thì hết hàng rồi. Đấy. Cái này thì nó sẽ có cả những thân gãy nhé các bạn nhé. Đây này. Đấy, như cái thằng này là có thể liệt được vào hàng đẹp rồi nhưng mà nó bị gãy thân này. Thì để luôn ở đây so vào cái hàng giống này cho các bác chia sẻ. Hoặc là như này đây thì cũng là loại hàng đẹp rồi nhưng mà nó rễ nó quá nhỏ nên là cho vào hàng giống thôi. Đấy, loại hàng đẹp thì 1.8-2 triệu một cân cơ các bạn ạ. Nên là đấy, như thân này đây, nó cũng là hàng đẹp rồi nhưng mà nó lại bị gãy gốc này, nên là chúng ta lấy giống để chúng ta ươm ki thôi. Đấy. Chầm Lào thì nó có giá đắt hơn tại vì nó dễ chăm sóc hơn cái chầm Myanmar và màu hoa của nó tím đậm hơn, nó thơm hơn các bạn nhé. Nên là các bạn nhớ phân biệt rõ ràng chầm Myanmar tại sao lại có giá rẻ mà nhìn thân cây của nó rất là to mập mạp nhưng mà sao nó lại rẻ hơn đến tận hơn một nửa luôn. Thì đấy, các bạn tự nghiên cứu, cũng phải nghiên cứu và mình hiểu được về các loại lan. Đây, như đây. Đấy, đẹp không? Đó. Và ở đây cái mặt hàng kiếm đỏ mà bác nào cũng muốn có một chậu ở trong vườn để trồng đây. Em về chừng nào thì hết hàng hôm đấy. Nhanh gọn lẹ, mỗi bó này là mỗi một bó này là 5.000 một bó nhé các bạn nhé. 50.000 một bó đấy ạ. Đấy. 50.000 một bó. Các bạn có thể lấy hai bó để trồng một chậu to là cỡ này. Đó. Đấy. Đây là những cái chùm hoa kiếm đỏ đây, nó rất là dài, rất là cao luôn. Chùm hoa của nó là màu đỏ rực và nó to bằng cổ tay mình luôn á các bạn ạ. Khi nó nở hoa cả cần của nó sẽ to bằng cổ tay mình á. Bông hoa nó nở tròn cả cần. Mà hoa của nó là hoa hướng thiên nhé các bạn nhé. Hoa nó nở thì nó sẽ hướng lên trên, hướng lên trời, đứng ngọn lên nên là rất nhìn rất là đẹp. Còn đây là lan Ý Thảo ba màu, hàng đã được trồng thuần nhé các bạn nhé. Mỗi bảng nó có tầm khoảng 2 đến 4 thân, tùy loại thân to hoặc nhỏ nhé các bạn nhé. Mỗi bảng này em bán giá chia sẻ cho các bạn là 120.000 một bảng nhé các bạn. Thân thì nó dài chừng khoảng 20 đến 50-60 cm. Đấy, tùy vào từng loại thân. Đấy, cái bảng này thì nó đều xem 2-3 ngọn giống nhau thôi các bạn ạ. Nên là em cứ bán đồng giá là 120.000 một bảng. Đấy, các bạn cứ đặt hàng với chúng em thì chúng em sẽ chọn cho cái bảng nó tương ứng với cái giá tiền đấy. Chứ còn cái loại mà giá rẻ hơn không có, tại vì em chọn lọc ở trong vườn về rồi. Nên là các bạn cứ yên tâm là những bảng nào nó cũng đều giống nhau hết. Nó đều có từ 2 thân đến 4 thân, thường nhiều thân thì thân nó sẽ nhỏ hơn và thân nó sẽ ngắn hơn. Thường 2 thân thì nó sẽ dài tầm khoảng 40 đến 60 cm mà các bạn nhé. Đấy. Còn đây là Ý Thảo ba màu hàng kg đây. Đấy, Ý Thảo ba màu hàng kg đây. Thì có giá là 180.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, đây lan Ý Thảo ba màu hàng kg nhé. 180.000 một cân đây. Còn đây là lan chuối ngọc. Chuối ngọc thì không có hàng nên là em lấy được cái lô hàng giá rẻ này thôi. Đấy. Lan chuối ngọc thì bây giờ nó đang là mùa ra nụ rồi. Ở đây em có chừng khoảng mấy cân. Loại hàng này loại hàng giá rẻ nhé các bạn nhé. Em để giá cho các bạn là 130.000 một cân. Đấy.
cái lan chuối ngọc bây giờ đang là mùa lên nụ, để tìm xem nào. Đây, đây. Thân này này. Đấy, nó đang lên nụ nhá các bạn nhé. Lô này thì nó đã xuống hết lá rồi. Đấy, nụ đây. Đây. Thân này nụ này. Đấy, nó đang bắt đầu nụ thôi. Nên là những thân nào mà chưa nụ á là về chúng ta cứ việc trồng lên thì một vài hôm nữa thì nó sẽ lên nụ nhá các bạn nhé. Đấy. Chuối ngọc 130.000 1 kg. Hàng này là hàng xấu thôi nhá, không phải hàng đẹp đâu nhá các bạn nhé. Nên là các bạn nào mà thích mua hàng đẹp á thì không nên mua cái hàng này, tại vì lúc đặt mua thì gửi đi thì các bạn lại chê hàng xấu, hàng này nọ, thì nói chung là nó phiền cho cả đôi bên, cả việc gửi hàng cũng đến lấn người bán và người mua cũng không thích. Đấy, còn bạn nào hiểu về lan thì hắn mua cái loại này. Đấy. Dòng hoàng thảo thì mùa này nó xuống lá, nó cho hoa thì nhìn nó xấu xấu. Đấy. Còn ở đây là nhất điểm hoàng. Đây lan nhất điểm hoàng. Lan nhất điểm hoàng đây thì có giá là 80.000 một cân đấy nhá các bạn nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Nhất điểm hoàng chuẩn bị cho nụ nhá các bạn. Nên là về chúng ta ghép lên và chăm sóc chừng khoảng chục ngày nữa là cây sẽ bật nụ nhá các bạn nhé. Cây sẽ nảy nụ và chuẩn bị cho hoa luôn. Đó, nhất điểm hoàng 80.000 một cân thôi. Còn đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi hàng giống đây. Hàng giống là hàng xấu, hàng gãy dập, hàng thân nhỏ nhá các bạn nhé. Đấy. Những thân nào mà gãy dập, mà thân già mà gãy dập quá thì em cắt bỏ bớt rồi lúc gửi hàng đi ạ. Nên là các bạn cứ yên tâm, sẽ làm sạch sẽ cho các bạn. Đấy. Như những thân này mà già quá thì em cắt đi này. Như vàng như này thì phải già quá, nó sắp thối này. Thì cắt bỏ. Như những thân này đây, cắt bỏ đi. Gửi cho các bạn những cái thân nó còn xanh tươi tốt. Về các bạn chỉ việc trồng thôi, để chăm sóc. Đấy. Cái này hàng giống có giá là 200.000 1 kg. Còn đây thì em còn một chút hàng đẹp. Đấy, hàng đẹp, hàng thân hoa còn lành và thân hoa dài. Đấy. Là 260.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đó, đây là hoàng thảo vôi Bắc nhé các bạn nhé. Còn đây long tu hàng giống. Long tu hàng cây giống, cây nhỏ, cây ngắn nhé các bạn nhé. Cây ngắn tầm khoảng nó chỉ bình bình độ khoảng 5 phân đến 15 phân thôi. Cây ngắn hàng giống này. Cái này chúng ta cho vào vườn thì cực kỳ là lợi về đầu thân tơ. Để chúng ta có được một giỏ lan to đẹp để chúng ta chăm sóc nó dài ra. Rồi chúng ta sẽ chơi hàng đẹp là cho năm sau. Là cực kỳ là đẹp luôn. Có giá là 200.000 1 kg thôi nhé các bạn nhé. Loại hàng giống này. Còn ở đây là long tu hàng đẹp đây. Đây. Cái này chúng em chưa nhặt ra được hết, chưa lọc hết hàng ngắn. Nên là vẫn còn một số lác đác hàng ngắn ở đây thì em lọc sau. Lúc có lan. Đấy. Hàng đẹp thì ít nhất nó cũng dài cỡ này. Đấy. Hàng đẹp có giá là 250.000 1 kg thôi các bạn ạ. Đó. Long tu xuân nhé các bạn nhé. Đây. Long tu xuân này. Đó. 250.000 1 kg. Hàng đẹp đây, em chưa lọc hết. Hàng đẹp thì các bạn cứ yên tâm là thân những cái thân cây tơ trắng trắng này này, nó sẽ dài từ 20 phân trở lên nhá. 20 kg này. À 20 phân là một găng tay. Nó phải trên một găng tay trở lên nhá. Đó. Còn ở đây là long tu đa tím. Long tu đa tím thân xanh này. Đây là hàng hàng Bắc nhá các bạn nhá. Hàng Bắc thì nó khác với hàng Lào rất là nhiều. Hàng Bắc thì thân nó to hơn, mập mạp hơn. Mà nó thường thường thì nó hay ngắn cái hàng Lào. Đấy. Cái loại này có giá là 220.000 1 kg thôi các bạn ạ. Đấy. Còn nguyên hàng đẹp cho các bạn luôn này. Toàn thân tơ đẹp này. Những cái thân già nào mà nó bị thối thì em cắt bỏ. Cái thân này thì có hiện tượng thối em cắt này. Những cái thân già nó mới thối, còn thân tơ thì nó không thối được các bạn ạ. Đấy. Cái thằng này thì kể cả lúc gửi hàng đi ạ, nó cũng hay bị thối cái thân già này. Nó thối nhún luôn các bạn ạ. Đó. Còn những cái thân tơ này nó cứng cáp cực kỳ luôn, nó không bao giờ bị thối được các bạn ạ. Đấy, như thằng này là còn hai, mỗi hai thân tơ này, thân già nó bị thối hết này.
Cái đấy các bạn cứ yên tâm là cây nó sẽ lên mầm ở những gốc thân tơ này, lên khỏe cho chúng ta, và chúng ta vẫn có hoa để chơi cho năm tới. Đấy, như thân này đây cũng thối này, thân già này, thì chúng em sẽ cắt bỏ. Tại vì cái này chúng em cắt bỏ nó rất là dễ gãy, rất là giòn. Đấy, như các bạn thấy em bẻ đấy, 220.000 một cân nhé. Còn ở đây em còn một dề kiếm đỏ đây này. Dề kiếm đỏ này em bán chia sẻ với các bạn là 200.000 cái dề này nhá các bạn nhá. Nó có cân 8 cơ. Đấy, 200.000 cái dề này về các bác trồng một chậu to này. Đấy. 200.000 cái dề này. Tóc tiên có khách lấy hết rồi, đặt hết rồi này. Còn đây là lan u lồi. U lồi bây giờ đang bật nụ nhá các bạn nhá, 280.000 một cân. Đấy, hàng đẹp nhá các bạn. Đấy, bây giờ đang bật nụ. 280.000 một cân. Giật tay lúc nãy đi bẻ ở đấy nữa. Bẩn hết này. U lồi đây. Đó. Ui, còn lấn mấy cọng lụa vàng vào đây. Lụa vàng thì cho xuống lụa vàng đi. Đấy. Lụa vàng với u lồi thì nhìn thân lá nó gần gần giống nhau. Đấy. Đấy, đang bật nụ nhá các bạn nhá. Những cái thân dài dài nó hay bị gãy đầu nhá các bạn nhá. Nhưng mà chúng ta vẫn còn thoải mái những mắt ngủ để chơi hoa rất là nhiều luôn. Đây là những cái thân dài nhất này, nó hay bị gãy đầu thôi. Còn những thân ngắn các bạn cứ yên tâm. Như dề này hai thân mà nó bị gãy mất một gần một nửa luôn này. Thì em cũng xin được gửi kèm luôn cho các bác nhé. Thì hàng kg thì hàng rừng thì không thể tránh khỏi. Chứ còn hàng tàu thì hàng trồng vườn thì nó đẹp mướt mát luôn. Đấy, như thân này như này rồi mà nó vẫn bị gãy đầu. Đi 3-4 đốt này, 3 đốt. Còn ở đây là chồn. Chồn Bắc nhá các bạn nhá, chồn trắng. Chồn trắng rừng Tây Bắc nhá các bạn. Thì mặt hàng này có giá là 160.000 một kg thôi các bạn ạ. Cái hàng này là hàng giống nhá các bạn. Hàng giống, hàng cây cây lá nó bị sâu xấu nhá các bạn. Cái hàng đẹp thì hôm qua các bác mua ủng hộ em hết rồi. Giờ này em còn chừng khoảng 6-7 cân cái loại hàng giống này thôi. Đấy, hàng giống thì có giá cực kỳ là rẻ rồi, 160.000. Còn ở đây là hoàng phi hạc. Đây là hoàng phi hạc nhé các bạn nhé. Đấy, hoàng phi hạc thì mùa này đang bắt đầu sưng nụ rồi. Đây này. Đó, đang sưng nụ nhé các bạn nhé. Những thân đang sưng nụ này. Còn thân này đã ra nụ mà cái nụ nó bị dập rồi này. Đấy. Nụ ra cỡ này mà bị dập này. Đó. Đấy. Hoàng phi hạc thì mùa đang ra nụ thì chúng ta ghép lên là chừng khoảng tháng nữa là chúng ta chơi hoa nhé các bạn nhé. Đấy. Hoàng phi hạc hàng đẹp nhé các bạn nhé. Em bán giá là 180.000 một kg. Đó. Về cái lan hoàng phi hạc. Còn đây là lan hoàng thảo môi tua đang chuẩn bị lên nụ nhé các bạn nhé. Hôm nay về được có hai bó như này đây, chắc chừng khoảng 3 cân. Không đến 3 cân. Đây. Đấy. Ây da. Thân to đẹp luôn. Hoàng thảo môi tua thì có giá là 120.000 nhé các bạn nhé. Đấy, cởi đấy. Đấy, tụt ra. Đấy. Hàng về đẹp đấy. Hai bó này về đẹp phết. Lô hàng này rất là đẹp. To đẹp. Nhưng mà cứ cái hàng đẹp lại có ít. 120.000 một cân thôi các bạn ạ. Còn ở đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng. Cây to cây nhỏ có hết này. Đây, một nắm cây nhỏ này. Đấy. Còn cây to đây, cây to bên dưới đây. Rất là nhiều luôn. Hàng đẹp nhá các bạn nhá. Đấy. 150.000 một kg. Lan phi điệp vàng. Còn đây là Vanda hương chanh. Cái Vanda hương chanh này thì xem nào. Hai dề. Cái này hai dề này là bị cấy ngọn lúc này em bỏ ra. Đây, cái thân dài nhất này nó bị cấy ngọn này. Nó còn rất là nhiều nụ luôn. Đây, đang lên nụ rất là nhiều này. Đấy. Đây, thằng này một ngọn đang lên nụ rất là nhiều này. Hai dề này em bán 200 nhé các bạn nhé. Bị hai thân gấy ngọn nhé. Đấy, nhưng mà thân lá xếp này rất to đẹp này.
Đấy, xem cái dề bên dưới này. Một dề bên dưới này 3 con. Một thằng con cả nó bị gãy ngọn nhá các bạn nhá. Đây là cái vòi hoa năm ngoái của nó đây. Có chùm quả đây. Cái gãy ngọn này thì không sao cả. Nó bị ảnh hưởng là cái ngọn của nó sẽ không phát triển được tiếp, mà nó sẽ đẻ cây con mới nhá các bạn nhé. Nhưng cái thân này chắc chắn năm sau nó sẽ đẻ 3-4 con luôn. Thân này. Đấy. Đấy, một năm mà những cái con nó phát triển được chừng này đây. Nên các bạn cứ yên tâm là cây nó sẽ phát triển thành dề đẹp cho chúng ta. Đấy, hai cái dề này. Dề này là một mẹ con. Thì cái thằng con thì còn khỏe mạnh, nhưng mà con mẹ thì bị gãy ngọn nhá các bạn nhé. Đấy, 200.000 cái phần này. Đấy, bác nào lấy ghép một giò thì cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Còn hàng kg đây các bạn. Hàng kg thì nhìn nó như vậy thôi, nhưng mà chỉ có một đống to đùng này chỉ có 30 kg thôi. Chắc là đủ để chia sẻ cho các bạn trong vòng hôm nay. Bây giờ nó đang lên nụ rất là nhiều nhé các bạn nhé. Đấy, nhỏ nhỏ đang cho hoa này. Đang nụ rất là nhiều này. Đấy. Thì cả thằng nhỏ này nó cũng đang cho hoa này. Đấy. Lá thì nó sẽ có bị gãy lá đôi chút. Tại vì hàng rừng thì lúc vận chuyển về thì đấy, như thằng này đây nó bị nát lá một chút, nhưng mà cái ngọn nó còn lành lặn nhé các bạn nhé. Hoa vẫn còn này. Để chúng ta chơi này. Đấy. 150.000 một kg thôi. Cái này bán xô bán quạ là cả lá xếp lá lướt nhé các bạn nhé. Đây này, một bó này toàn lá xếp này. Thấy chưa? Bó này toàn lá xếp này và rất nhiều hoa luôn này. Tất cả những hoa nó đều trong bệ lá nhé các bạn nhé. Văn đa hương chanh thì nở hoa thì cực kỳ là thơm mà. Đấy, cái mùi hương của văn đa hương chanh thì khỏi phải nói, chỉ cần một nhánh như này mà ở trong vườn thôi mà các bạn đi gần vào nó, hoặc là cái hướng gió mà nó thổi từ 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 cây hoa sang chỗ mình là cực kỳ là thơm luôn. Mùi hương nó phang phảng phải cả nhà của mình. Đấy, những cây nhỏ nhỏ đang hoa hết nhá. Đấy. Gần như tất cả đều đang có hoa. Đấy. Còn đây là lan báo hỉ. Lan báo hỉ đây. Hàng lan báo hỉ có giá là 180.000 một kg nhé các bạn nhé. Hàng này hàng to đẹp luôn đó. Đấy, những cái thằng nào mà nó nhỏ quá thì hoặc là rơi quá thì em bỏ ra. Đấy, còn hàng em gửi đi cho các bạn thì cứ hàng to đẹp. Nó phải dài từ 20 phân trở lên nhé các bạn nhé. Đấy. Nó cứ đều đều từ 20 phân trở lên hết. Tại vì cây nhỏ thì em bán cho nhà vườn rồi. Cây nhỏ, cây ngắn dưới 20 phân là 15 phân thì giá em bán có 100.